Dạ, dạ, em biết, dạ, em dạ. Biết, dạ rồi, ngồi bên cạnh người của mình thích nhưng mà mình cũng hãy. Đây là của em rồi. Đây là của em rồi. With you, I can be sad with you. Just take my hand. Em nhìn đúng cái điểm đó thôi thì người ta chạy tới thì em cười đó. Bỏ cái tình cảm riêng tư ở đây lại, tuy là biết là ngồi kế bên cạnh người mà mình thích nhưng mà mình cũng không phải là em. Dạ, dạ em biết, dạ, dạ, dạ rồi, ngồi bên biết. Cạnh người của mình thích nhưng mà mình cũng hãy. Đây là của em rồi. Đây là của em rồi. Nhưng mà bà sao bà mặc áo của mình vậy? Mình mua ở đây nè. Vì mình quá thích cậu rồi. Phải làm sao, phải làm sao? Cậu thấy vậy có được không? Phải làm sao, phải làm sao? Lỡ uống nhầm một ánh mắt làm ta chót say một đời. Em hát dạ, bài gì em? Bây giờ mình hát chung hay là hát riêng ta? Hát chung, chứ. Hát chung đi. Bây giờ mình gác bỏ cái tình cảm riêng tư ở đây lại, tuy là biết là ngồi kế bên cạnh người mà mình thích nhưng mà mình cũng không phải là em. Dạ, em biết, dạ. Dạ rồi, ngồi em bên biết. Cạnh người của mình thích nhưng mà mình cũng hãy. Đây là của em rồi. Đây là của em rồi. Sometimes things happen beyond your control, as if they have a life of their own. Ủa hai chị em mình giống như là người lạ trên chiếc xe vậy. Đây là của em. Chị em ừ, hai em chị với em là của ai? Em nghĩ Honey sẽ viết là em ghét đồ ăn ngọt này. Còn thích thì thích Honey ạ. Thì thích Honey ạ. Gọi điện. Wow. Dễ mà, cái này dễ mà. Nhớ thì gọi luôn thôi. Sai. Anh có thể nào mà anh bớt hoàn hảo lại được không? Chứ anh đẹp trai vậy, chuột to vậy, còn ga lăng nữa. Em chết mất thôi. Trời ơi, anh đâu có phải có nhiêu đây đâu. Đẹp trai, cao to, chuột to này kia đâu. Em có biết anh còn hát hay nữa cơ. Hát hay hả? Wow. Anh hát cho nghe nhá. Dạ. Một lần thương nhớ, trăm lần yêu. Khi giận hơn vu vơ, mà đôi lúc em chẳng biết anh đang nghĩ gì. Là do anh buồn thế thôi, hay do quên mất em rồi. Làm sao để anh nói ra lòng mình. Ừ thì cứ thế mình và nhau tất nhiên từ chối. Tại sao? Nào. Thì cứ thế mình và đang ra nước nào mình ra mình tại sao? Ôi. Vậy là xong cảnh 2 tập 1, cảnh 11 tập 4, cảnh 6 tập 5. Còn mấy cảnh nữa là đi casting được rồi nè Kim Chi ơi. Sao hôm nay Kim Chi ngọt với mình vậy ta? Không lẽ cô ấy thích mình? Giữa chốn đông người em vô tình gặp được anh. Nhưng mà bà ăn sao bà mặc áo giống mình vậy? Mình mua ở đây nè. Sao bà cầm tay mình? Yêu nhau à? Nhưng mà bà ăn sao bà mặc áo giống mình vậy? Mình mua ở đây nè. Vì mình quá thích cậu rồi. Phải làm sao, phải làm sao? Cậu thấy vậy có được không? Phải làm sao, phải làm sao? Xin chào các khán giả của chương trình Vừa Đi Vừa Hát. Em tên là Vũ Thịnh ạ. Còn đây là bạn.
À, toàn gì? Còn em là Fanny ạ. Ê chị sao dễ thương quá hả? Đáng yêu quá, tại chị, vì kiểu người ta lúc mới yêu quá em ơi. Nhưng mà vậy nè, em nghĩ là hai bạn này nên là nhân vật chính của cái cuối ngày hôm nay á. Chị cũng tưởng là như vậy á. Vâng ạ, chắc là những giây phút đầu tiên thì cũng phải có một bài hát đầu tiên, một bài hát mang tên là Ngày Đầu Tiên luôn đi ạ. Có đi học không? Bớt, bớt. À không phải, quên, hôm nay chủ đề kiểu chủ đề của mình mà là... đi học diễn khai. À quên, quên. Không, lộn chủ đề hiến chương nhà giáo. Xin lỗi. Rồi. Ok, mình hát nha. Dạ vâng ạ. Ngày đầu tiên là mọi người thuộc, mọi người hát cổ vũ bọn em nha. Yeah. Music. Người ta hát xong ca là mình cảm thấy là mình cảm được liền. Đúng rồi, mình giống như là kiểu là mấy bạn mà đi cổ vũ đám cưới đám hội á. Và đó là một cái món quà rất là ngọt ngào của Vũ Thịnh và Fanny đã gửi tặng đến cho tất cả chúng ta cũng như là tất cả các bạn khán giả đang xem chương trình Vừa Đi Vừa Hát, đúng không nào? Yes. Sao thấy dễ thương quá. Quá là dễ thương luôn á. Đáng yêu lắm luôn. Tại vì người ta có bỏ cái tình yêu vào trong đó. Cái gia vị tình yêu. Thôi người đừng khen nữa, ngại quá. Thôi ngại quá. Rồi vậy thôi mình thiệt chứ phải là Người ta ngại rồi. Gu mình hát của em là 1m8 trở lên nè. 8, lượng 6 múi thôi là được rồi. 6 múi này ga lăng, đẹp trai nè, nhà giàu nè, các thứ. Thì... Nhưng mà tới bạn này thì chắc được tầm khoảng... 95%. 60-70%. Không có một mẫu hình gọi là nhất định. Nó cũng có những cái điểm chung nho nhỏ nhưng mà nó lại có những cái... Điểm chung nho nhỏ là cái gì? Thì điểm chung là ví dụ là cười xinh. Em rất thích những cô gái là cười xinh. Thứ hai là làm thứ hai là làm cho em rung động và làm cho em vui vẻ và chuyển cho em cái năng lượng tích cực. Thì nếu mà để nói về những cái điểm chung đó và những cái ấy, những cái mẫu đó thì 100% gì ạ? Thích ngay mà. 100%. Siêu năng lực đó là em có thể nhìn thấy người mình yêu trong đám đông. Ý là chỉ cần nhìn lướt qua thôi em biết đang đứng ở đâu rồi. Cho nên là kiểu em chỉ nhìn đúng cái vị trí đó thôi. Còn mấy người kia đi qua thì em không có để ý á. Tại vì em là... cao quá mà, đúng không? Thiệt ra không phải, là mình cũng thấy được mà. Anh ngồi em cũng thấy được thôi. Nhưng mà ý là kiểu hay lắm. Em nhìn sơ qua một cái là em biết đang ở đâu rồi. Cho nên là em không phải tìm nhiều quá. Em nhìn đúng cái điểm đó thôi thì người ta chạy tới thì em cười đó. With you, I can be sad with you. Just take my hand. Này xong rồi chương trình của người ta lên ké lâu quá. Không giúp với cái gì á, ở đây lên hình ké rồi. Thôi nhạc thôi, tại vì nó lấy con hình cổ Fanny nhớ cắt.